những lợi hạt giúp con thông minh mẹ bầu nên biết. Theo như các chuyên gia dinh dưỡng, việc mẹ bầu thường xuyên ăn các loại hạt là cách tốt nhất để giữ cân nặng vừa phải mà vẫn đủ chất dinh dưỡng bởi không nạp quá nhiều calo. Bên cạnh đó, những loại hạt này còn rất giàu axit béo thiết yếu, protein, vitamin B và khoáng chất, rất tốt cho sự hình thành và phát triển, đặc biệt là sự phát triển trí não của thai nhi. Sau đây là những loại hạt giúp con thông minh mà mẹ bầu nên dùng. 1. Hạt sen. Bầu bí thường xuyên bị mất ngủ khiến mẹ bầu mệt mỏi. Nếu tình trạng này kéo dài, dễ gây ảnh hưởng tới thai nhi. Do vậy, việc sử dụng tâm sen hay ăn hạt sen chưa thông tâm sẽ mang đến cho mẹ bầu giấc ngủ ngon hơn. Theo đông y, hạt sen có tác dụng ích tâm, bổ thận, kiện tỳ, an thần giúp dưỡng tâm, ích trí nhờ hàm lượng đạm canxi phốt pho cao. Hạt sen rất tốt cho sự phát triển thần kinh và trí não của thai nhi. 2. Hạt mắc ca. Hạt mắc ca được coi là loại hạt ngon nhất, mất nhiều công chăm sóc nhất và đắt đỏ nhất thế giới. Hạt có kích cỡ từ 2-3cm, hình tròn màu kem sữa rất thơm, mềm như bơ và tan mịn trên đầu lưỡi. Trong nhân quả mắc ca chứa hàm lượng dầu lớn và chứa tới 9,2% protein, gồm 20 loại axit amin. Ngoài ra, trong nhân quả mắc ca còn chứa nhiều chất khoáng cùng nhiều loại vitamin có lợi cho bà bầu và trẻ em. Hạt mắc ca là một trong những loại hạt giúp bé thông minh. Hạt này chứa nhiều loại dầu tốt cho sức khỏe, chất xơ, vitamin, khoáng chất và chống oxy hóa rất tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ. 3. Hạt bí ngô, hạt hướng dương và hạt dưa. Hạt bí được biết đến là rất tốt cho sự phát triển trí não của thai nhi, đồng thời tốt cho cả thận và dạ dày, nhuận tràng, cầm máu lại còn giảm nguy cơ bị trầm cảm cho mẹ bầu minh mẫn hơn. Tương tự như hạt bí, hướng dương là loại hạt có hàm lượng protein lớn, bên cạnh các vitamin thiết yếu hay các loại axit có khả năng tăng cường sức đề kháng. Hướng dương còn bổ sung thêm lượng sắt, kẽm, kali, magie giúp mẹ bầu không thiếu máu. Còn trong hạt dưa có chứa protein, glucid hay lipid, vitamin B1, B2, E, PP, canxi, sắt, kẽm, phốt pho, selen cần thiết cho mẹ và bé. Với các loại hạt này, thường có nhiều vào dịp Tết, mẹ có thể ăn hạt đã sấy, tuy nhiên nhớ kiểm tra kỹ màu nhuộm bên ngoài. 4. Hạt chia. Hạt chia rất giàu vitamin và khoáng chất tự nhiên như omega 3, 6, sắt, chất chống oxy hóa. Các dưỡng chất này rất tốt cho mẹ bầu và sự phát triển của thai nhi. Hạt chia chứa nhiều omega 3, cao hơn cá hồi gấp 8 lần, có tác dụng tái tạo hệ thống thần kinh cũng như trí não. 5. Hạt đậu. Các loại hạt đậu, đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, đậu ngự là các loại hạt ngũ cốc tốt cho bé và bà bầu. Trong hạt đậu có chứa nhiều protein, canxi, kali, kẽm, vitamin B6, magie. Trong số các loại hạt ngũ cốc tốt cho bà bầu thì các mẹ nên bổ sung nhiều đậu đỏ vì đậu đỏ có chứa nhiều hàm lượng sắt tốt cho máu, cải thiện hệ miễn dịch, rất tốt cho sự phát triển trí não của thai nhi. Ngoài ra, các mẹ có thể dùng các loại hạt này để làm loại sữa hạt rất tốt cho bé. Bên cạnh những loại hạt kể trên, mẹ bầu cũng đừng quên bổ sung thêm các loại đồ ăn dinh dưỡng khác như hoa quả và rau xanh để bữa ăn được đa dạng và thai nhi cũng được cung cấp đầy đủ dưỡng chất.